vì mỗi một vị đấu khải sứ đều gây hao tổn rất là nhiều tài nguyên vật chất, mà nếu muốn tự chế tạo ra đấu khải của chính mình, thì số lượng tài nguyên cần tiêu tốn sẽ là một con số trên trời, cho nên việc đầu tiên con cần làm là phải trở thành một hồn cực sư cường đại thì mới có thể trở thành đấu khải sứ. Lam Hiền Vũ lại nói, vậy như thế nào thì mới được xem như là một hồn sư cường đại đây? Lam Trường nhéo nhéo lấy hai má trắng nõn của hắn rồi nói, hôm nay con có lắm vấn đề hỏi quá đi, muốn trở thành một hồn sư cường đại thì sau khi con tốt nghiệp học viện hồn sư sơ cấp, sẽ phải vào được học viện hồn sư trung cấp Thiên La, như vậy là có cơ hội rồi. Vâng, con nhất định là phải trở thành một đấu khải sư, Lam Hiền Vũ lúc này dứt khoát mà nói. Lam Tiêu có một chút buồn cười mà nói, vài ngày trước còn có người nói rằng muốn trở thành một thành viên lái chiếm hạm cơ mà, cái này biến à nha. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Hiền Vũ lúc này có một chút đỏ lên, con đều làm mà. Ha ha, Lam Tiêu cùng với Nam Trường lúc này không hẹn mà cũng cười lớn. Đi thôi, chuyện cuối cùng này sẽ là một chuyến mua sắm thật là lớn. Hôm nay con phải đi mua sắm với mẹ cho thật thống khoái, khi về mẹ con ta mới có thể sống sung sướng. Vì để tránh việc tiêu tiền bừa bãi làm ảnh hưởng tới những chuyến đi ngày hôm sau, nên sau khi vợ chồng Lam Tiêu bàn bạc thì đã quyết định ngày cuối cùng này mới đi mua sắm lớn một lần. Giá cả thành phẩm các mặt hàng của liên bang vô cùng ổn định, không hề có vấn đề chênh lệch giá cả quá lớn, nên là liên bang cũng không hạn chế gì về việc mua sắm vượt hành tinh này. Trung tâm thương mại Thiên Đấu là một chuỗi cửa hàng trải rộng khắp tất cả các thành phố lớn của thành tinh Liên Thiên Đấu. Không thể nghi ngờ một chút nào là trung tâm thương mại Thiên Đấu tại Thiên Đấu Thành là nơi có quy mô lớn nhất. Lên gia đình của Lam Hiền Vũ lúc này lại tới đây, nhưng khi thấy được trung tâm thương mại này có diện tích cực kỳ lớn thì Nam Trường lại hận không có thêm một chút thời gian mà mua sắm. Lữ nhân đi mua sắm thì thật sự là không nhất định là sẽ mua cho mình, mà quan trọng nhất là bọn họ muốn hưởng thụ khoái cảm đi mua sắm. Nam Trường mua cho Lam Hiền Vũ mấy bộ quần áo mới, lại mua cho Lam Tiêu một đôi giày, còn mình thì lại chẳng mua gì mấy. Lão công, ngươi xem cái này như thế nào đây? Bùa hộ mệnh, nghe nói đây là tác phẩm của vị đại sư khống chế tinh thần Thanh Quang Hàn. Có nó, có thể làm cho người ta bảo trì thanh tĩnh ở trong một khoảng thời gian. Ngươi sắp phải đi xa nhà, nên mang nó đi rất tốt đấy. Có lợi cho công việc của ngươi, tuy nó hơi mắc nhưng vẫn là mua nhé. Nam Trường lúc này nhìn lên vật trang sức đang bày trên tủ kính trước mặt này, nàng quay sang mà nói với Nam Tiêu. Ngươi đồng ý cho ta đi rồi hả? Lam Tiêu có một chút kinh ngạc mà nhìn nàng. Nam Trường lúc này liếc mắt nhìn hắn. Ngươi rõ ràng có bản lãnh như vậy nhưng những năm nay lại thăng chức quá chậm. Tuy ngươi không nói nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi làm việc không có được vui vẻ như bề ngoài. Ngươi cần có không gian phát triển lớn hơn nữa. Vậy thì có thể là không ủng hộ ngươi sao? Ta chỉ có một yêu cầu. Dù thế nào chẳng ngứa ngươi cũng phải bình an trở về. Thật sự là ta chỉ hy vọng gia đình của chúng ta có thể sống một cách vui vẻ bình an. Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Lam Tiêu có một chút cảm động, hắn nắm lấy chặt lấy tay của Nam Trường mà nói, nếu không ta vẫn có thể. Nam Trường lúc này giơ tay lên chà lấy miệng của hắn. Được rồi, đừng nói những thứ này, ta biết rằng người vẫn muốn đi, người cứ đi thôi, không phải nhiều nhất chỉ là có nửa năm tới sao, mẹ con chúng ta ở nhà chờ người. Ừ, Lam Tiêu lúc này hít sâu một hơi, ánh mắt hắn trở lên kiên định, hắn quyết định quyết đổi sẽ không làm cho thế tử phải thất vọng, lần này nhất định hắn phải làm ra một chút thành tích nào đó. Không thể cao ngạo, càng không thể nào lười nhác. Cái bùa hộ mệnh kia chúng ta mua nhé. Đây là thứ có thể bảo đảm an toàn cho người một chút. Phục vụ, tính tiền cái bùa này cho ta. Hiền Vũ, con với bà ở đây chờ mẹ. Ơ, Hiền Vũ đâu rồi? Nam Trường đang chuẩn bị đi tính tiền, nhưng mà khi nàng vừa cúi đầu lại, nhìn thì lại không thấy Lam Hiền Vũ. Lam Tiêu cười rồi nói, không có việc gì, Hiền Vũ không lạc được. Người đi tính tiền đi, để ta đi tìm hắn. Những cửa hàng lớn như thế này thì đều có vô số thiết bị giám sát và điều khiển, lên việc bị lạc, mất con là vẫn như không có khả năng. Nhất định là do Lam Hiền Vũ ham chơi rồi lại chạy lung tung tới đâu đó rồi. Đúng là Lam Hiền Vũ có một chút ham chơi, lúc này hắn đang đứng ở nơi bán mô hình mà nhìn một cái mô hình cực kỳ xinh đẹp. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn có tràn đầy sự kích thú. Cái mô hình Long Hoàng Đấu La màu vàng này đã kích thích sự thích thú của hắn với những mô hình tinh xảo như vậy. Nhưng lúc đó Lam Trường đã nói cho hắn biết chỉ có thể mua một cái, bởi vì những mô hình này quá xa xỉ. Lúc này, thứ làm cho Lam Hiền Vũ thích thú là một chiếc mô hình khác. Chiếc mô hình này được một bộ đấu khải màu bạc bao trùm. Sau lưng có những chiếc cánh lớn đang mở ra, một mái tóc bạc tung bay ở sau đầu. Cầm ở trong tay là một thanh trường thương bạc và một đôi mắt màu tím. Cậu bạn nhỏ, người thích cái này hay sao? Người bán hàng lúc này đã sớm thấy Lam Hiền Vũ đứng ở chỗ này. Lam Hiền Vũ khẽ gật đầu. A Di, cái mô hình Ngân Long Đố La này có thể bán rẻ một chút không?
Lần trước khi mà hắn mua chiếc mô hình Long Hoàng Đấu La thì cũng đã lấy cái mô hình này, nhưng lúc đó chỉ có thể mua một cái nên hắn liền chọn Long Hoàng Đấu La. Khi đó Nam Trường đã nói cho hắn biết cái mô hình Ngân Long Đấu La này là một đôi với Long Hoàng Đấu La, vì Ngân Long Đấu La chính là thê tử của Long Hoàng Đấu La. Người bán hàng lúc này cười nói, cái này là không được đâu, đây là cái thứ 30. Những mô hình này đều sản xuất với số lượng có hạn. Đấu khải của mô hình này đều dùng kim loại hiếm để chế tác ra, nên ta cũng không có quyền hạ giá. À, Lâm Minh Vũ lúc này thở dài, cảm ơn Azi, sau này ta lại đến mua. Người bán hàng lúc này nhìn thấy hắn bộ dáng đáng yêu của hắn, không nhịn được mà cười sẽ nói, vậy ngươi phải nhanh một chút đi, số lượng những mô hình này đã có rất ít rồi, tiệm của ta cũng chỉ còn có một cái này. Sao? Lâm Minh Vũ lúc này có một chút gấp gáp, thật sự là hắn rất thích cái mô hình này. Ta muốn mua cái mô hình này. Đúng vào lúc này, một giọng nói dễ nghe vang lên. Người bán hàng lúc này vội vàng đứng thẳng người lên mà nhìn về phía người đang tới, mắt của nàng lập tức sáng ngời lên. Wow, tóc xả này như là người mua ở đâu vậy? Rất giống với tóc của Ngân Long Đấu La nha. Lâm Minh Vũ lúc này vừa nghe có người muốn mua mô hình của Ngân Long Đấu La mà người bán hàng lại nói chỉ có một cái, nên hắn lập tức khẩn trương mà xoay người trở lại. Có điều khi mà hắn thấy được người này thì lại không khỏi ngẩn người. Người mới tới này có một mái tóc dài màu bạc, một đôi mắt màu tím và còn đeo một chiếc khẩu trang màu đen. Azi là người hay sao? Nana dùng một ánh mắt nhu hòa mà nhìn hắn, đang ngồi xổm người xuống mà giơ tay lên. Thoáng do dự một chút nhưng rồi vẫn không thể là nhịn được mà sờ lên trên hai má trắng nõn của hắn. Đúng là ta đây, ngờ rất thích cái mô hình này có phải không? Azi tặng cho ngươi. Sao? Không được, không được. Mẹ ta nói rằng không nên tùy tiện nhận đồ của người khác. Lâm Minh Vũ lúc này vội vàng nói. Nana mỉm cười nói, Azi thấy người rất ngoan nên rất thích người, cho nên Azi mới muốn tặng mua cho người cái này. Lâm Minh Vũ lúc này ngẩn người. Lúc này hắn cảm thấy lời mẹ dạy hình như không hợp lý cho lắm. Lại thấy người bán hàng này đang đóng gói chiếc mô hình Ngân Long Đấu La kia, thì hắn lập tức trở lên xoắn xuýt. Thấy bộ dáng cau mày kia của hắn, Nana nhịn không được mà đưa tay ra xoa xoa đầu hắn rồi nói, nhíu mày như vậy không dễ coi đâu, lúc ngươi vui vẻ là nhìn đẹp trai nhất. Azi, ta thật sự là có thể nhận hay sao? Lâm Minh Vũ lúc này có một chút so dự. Nana mỉm cười nói, đương nhiên có thể, được rồi, Azi mang người đi tìm mẹ và ba, rồi sẽ giúp cho người thuyết phục bọn họ, để cho bọn họ đồng ý cho người nhận cái này được hay không? Thật sao? Đôi mắt to tròn của Lâm Minh Vũ lúc này rõ ràng sáng lên. Thấy bộ dáng hưng phấn này của hắn thì không biết vì cái gì Nana lại cảm thấy dù là hắn có muốn mua cả thế giới này nàng cũng sẽ mua cho hắn vui. Đương nhiên là thật, Nana ôn nhu mà nói. Đột nhiên thì Lâm Minh Vũ giữ chặt tay của nàng, hắn nghiêm túc mà nói, Azi, ta cũng rất thích người. Ha ha, tên nhóc con này còn nhỏ như vậy mà lại rất biết chuyện đó, lại ra bán chính mình rồi, thật là đáng yêu. Người bán hàng lúc này nhịn không được mà cười nói. Đột nhiên thì Nana ngẩng đầu về phía dưới người bán hàng, đôi mắt màu tím của nàng lập tức trở lên lạnh như băng. Ngươi nói cái gì? Người bán hàng lúc này dùng mình một cái, ở trong nháy mắt này nàng cảm thấy cả người mình như bị đóng băng vậy. Lâm Minh Vũ cũng bị nàng dọa cho nhảy dựng lên, hắn kéo lấy tay của Nana mà nói, Azi, ngươi làm sao vậy? Lúc này thần sắc của Nana mới khôi phục lại bình thường, nàng nói nhạt với người bán hàng, đừng nói thứ không lên nói. Người bán hàng lúc này đột nhiên cảm thấy tim của mình đập nhanh mãnh liệt, nàng hoảng sợ mà vần hai tiếng, rồi là vội vàng cúi xuống mà đóng gói tiếp. Hiền Vũ, sao con lại chạy tới đây hả? Ô, là người sao? Rốt cuộc thì Lam Tiêu cũng đã tìm ra được tới đây. Hắn vừa ngóng cùng quanh đã là tập trung vào cửa hàng mô hình này. Quả nhiên là Lam Minh Vũ đang ở đây. Chẳng qua là Lam Tiêu cũng không nghĩ tới. Hắn không chỉ thấy đường Lam Minh Vũ mà còn thấy cả Nana. Thật sự là bề ngoài của Nana quá dễ gây ấn tượng sâu, nên tất nhiên là Lam Tiêu cũng không quên. Ngươi khỏe chứ? Nana lúc này khách khí gật đầu với hắn. Khi mà Lam Minh Vũ lúc này thấy Lam Tiêu thì làm ra một bộ dáng đã làm sai chuyện. Hắn cúi đầu nói, Azi nói muốn tặng mô hình này cho con có thể nhận không? Sao? Lâm Tiêu lúc này có một chút kinh ngạc mà nhìn vào phía của Nana. Nana lại nói, ta cảm thấy mình rất có duyên phận với đứa nhỏ này, ta thì hắn thích cái kia lên mua cho hắn, nhất định là người phải cho hắn nhận. Lâm Tiêu chặn lại mà nói, cái này không được tốt cho lắm, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, sao có thể lấy của người được? Như vậy đi, cái mô hình kia để ta trả tiền, dù sao cũng cảm ơn người. Ba vạn tuế. Lâm Minh Vũ lúc này vui sướng mà nhảy lên. Nana vừa định nói cái gì nhưng khi nàng thấy bộ dáng hưng phấn của Lâm Hiền Vũ lúc này thì lại thôi. Azi cũng vạn tuế. Hình như Lâm Hiền Vũ lúc này cảm giác được cái gì đó, hắn cười híp mắt rồi kéo lấy tay của Nana mà lắc.
Làm theo điều trả tiền, hắn cầm về một mô hình ngân long đô la đã được đóng gói tốt. Hắn vuốt đầu con trai mà nói, khi về phải nói cho ba là ba chủ động mua cho con đấy. Nếu không thì cả cha con ta đều sẽ bị mẹ mắng. Vâng, ba là tốt nhất. Lam Tiêu lúc này là một vẻ mặt bất đắc dĩ. Trên thực tế thì căn bản là hắn sẽ chịu không nổi việc khẩn cầu của con trai. Thực sự là chính Lam Trường cũng không được. Chẳng qua là Hiền Vũ luôn rất hiểu chuyện.